Chào mừng các bạn đến với trung tâm mắt Hải Yến, Hải Yến Eye Care, một trong những trung tâm chăm sóc mắt hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật với dịch vụ điều trị tật khúc xạ và đục thủy tinh thể, kiểm soát cận thị cho trẻ em bằng các phương pháp hiện đại an toàn nhất và được biết đến là đơn vị tiên phong trong phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp Facet ICL tại miền Nam. Hải Yến Eye Care tự hào là trung tâm chăm sóc mắt theo tiêu chuẩn quốc tế, sở hữu hệ thống trang thiết bị công nghệ tiên tiến. Đến với Hải Yến Eye Care, quý khách hàng có cơ hội trải nghiệm quy trình làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, nhân viên tận tình, không gian sang trọng thoáng mát, tạo cảm giác thư thái dễ chịu nhất, không ngừng cải tiến thay đổi để nâng cao chất lượng dịch vụ. Trung tâm luôn cập nhật ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong thăm khám và điều trị cho hiệu quả tối ưu nhất. Bệnh nhân được cung cấp thông tin đầy đủ dễ hiểu. Bác sĩ luôn đưa ra nhiều giải pháp toàn diện giúp bệnh nhân và người nhà dễ dàng lựa chọn phục hồi thị lực tối đa cho từng trường hợp bệnh cụ thể. Năm 2020, Hải Yến Eye Care chính thức ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo Thị giác, nơi thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc. Hải Yến Eye Care, thị lực của bạn, nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi.